Thank you.
Lâm. Và diễn sư xin được một lần nữa gửi lời chào yêu thương đến tất cả quý khán giả tại Sắc Lộc Metal. Và vừa rồi là một liên khúc bốn anh em được giao để mở màn cho chương trình ngày hôm nay. Và tiến đường tự sư sẽ còn ra đây để cống hiến, để được gặp gỡ với tất cả quý vị còn nhiều hơn. Và sau đây cho phép Sương được giới thiệu một nữ ca sĩ kế tiếp, một người chị rất là dễ thương của Sương, một nữ ca sĩ cực kỳ xinh đẹp và duyên dáng. Cho một tràng vỗ tay thật là lớn cho nữ ca sĩ Nhã Loan. Một lần nữa, thank you quý vị, thank you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin kính chào quý vị và kính chúc quý vị có nghe một đêm nghe nhạc thật thư giãn và vui vẻ hạnh phúc. Và sau đây Thiên Hà xin gửi đến quý vị một bài hát rất là quen thuộc của cái thập niên 90, nhạc hoài cúc lời Việt của cố nhạc sĩ Vũ Liên, đó là bài hát Niềm Đau Chôn Giấu.
Bài này là 90 rất là quen, không dám nói nhỏ. Và bây giờ đây là cũng một bài hát. Cảm ơn. I love you. Thôi bây giờ Khánh Hà xin chào đến quý vị một bài hát nữa của cô Dalida mà rất là nổi tiếng. Khi mà hát bài này thì phải có một Alain Delon Việt Nam nói, nhưng mà hôm nay không có. Thôi Khánh Hà hát một mình. Quý vị cũng nghe cái khúc điệp khúc quý vị ca chung với Khánh Hà, đó là bài Ba Hồn. Ba Hồn, ok, xin mời quý vị thưởng thức. Quand tu
vị rất nhiều. Và xin quý vị cho ban nhạc báo Quang, em lấy tên báo Quang, gì đó cho chi tiết. Hoàng Bảo Bên. Hả? Hoàng Bảo, một tràng pháo tay thật lớn. Và sau đây xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn cho năm ca sĩ rất là nổi tiếng, Đan Trường. Cảm ơn rất nhiều, xin cảm ơn. Ngày hôm nay em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa. Để cho mưa tan la hỏi thăm, len vào trong tim khẽ ướt trăm năm. Ngày em đi theo cơn mưa bão, bay chiếm lá cánh khắp hoang tìm nhau. Ai đâu ai đến hết bao giọt sầu. Mùa rơi bao chiếc lá vàng, liệu có yên ở nơi nào không? Có lá nào trồng như lá dư bông? Hỡi dư bông ơi,
hỏi lòng người liệu có bình yên. Nếu mà có Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin mời đi. Tonight so far. Woo! Good vibe. Okay, em giới thiệu bài kế tiếp anh em mình hát cho quý vị nghe nhé. Anh giới thiệu anh rồi, anh phải giới thiệu bài hát đi chứ. Bài hát này thì chị Lam với Diễm Sương được mời rất nhiều, đặc biệt là trong những chương trình đám cưới. Bài hát rất hay, rất là dễ thương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe nhạc của nhạc sĩ Tùng Châu, lời của nhạc sĩ Thái Thịnh. Bài hát mang tên Mãi Một Mối Tình Đầu. Lòng em đã biết nghe bồi hồi, cứ bối rối mỗi khi thấy người, rồi lặng thầm thương nhớ. Sẽ như mãi tình yêu đau đớn để cho em tròn ước mơ. Em đã mơ người trao tình yêu biết bao lâu. Ngày đâu
Vâng, chúc mừng Lam, thank you. I love you, Lam. I love you too. Và quý vị, lâu lắm rồi chị Lam không về Sacramento hát cho người nghe gặp gỡ quý vị ở đây. Phần của chị Lam thì không có tránh khỏi 16, 17 năm nay đầu tiên chị Lam bước chân khấu thiên nga và được quý vị yêu mến cho đến ngày hôm nay. Chị Lam cảm ơn rất nhiều, đặc biệt là những sáng tác của chị Lam đã được quý vị yêu thương gắn liền với lại cuộc sống của quý vị. Và chị Lam về đây lần này cũng không ngoài những cái ước muốn đó của quý vị. Mời quý vị cùng nghe lại một sáng tác của chị Lam, bài hát mang tên Bao Giờ Em Mới Hiểu. Woo! Thank you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cảm ơn rất nhiều. I love you. Cảm ơn quý vị. Và sau đây lần đầu tiên con xin xin kính chào tất cả quý vị đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Tình vô tình nhiều lần làm em phải khóc, đã cho em với biết bao nỗi buồn. Nước mắt em nhiều đêm bên em rơi xuống, mà vô tâm anh nào có biết đâu. Giờ cứ thế vẫn cứ hay vui đùa, giờ cứ thế đánh mất sự tình yêu đã để lại cho em những vết thương. Anh sai rồi. Sớm thích nghe những tràng pháo tay như vậy lắm ạ. Một tiếng cổ vũ lớn hơn nữa đúng không ạ? Và em yêu ai biết không? Anh nhớ em nhiều.
Xin được cảm ơn tất cả những tràng pháo tay của tất cả quý vị. Hồng Ngân! Cảm ơn em. Dạ, đúng quá. Hồng Ngân thân ái gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Mọi người khỏe không ạ? Trời ơi, đau khổ như vậy là chắc chắn khỏe rồi. Mà nhìn Sơn như vậy là chúng chắc chắn khỏe rồi. Và nhìn em cũng thấy khỏe không quý vị? Quá khỏe. Quá lâu khỏe. Lắm rồi Ngọc mới gặp lại mọi người. Mọi người có nhớ Ngọc không? Quá nhớ. Nhớ mọi người muốn chết một casino có mờ. Nhưng mà thật sự thì ngày hôm nay Ngọc rất là vui khi quay lại đây. Hy vọng là một đêm thật tuyệt vời của chúng ta. Cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị. Cảm ơn sự yêu thương của quý vị dành cho chương trình. Và tiếp theo thì vẫn là như vậy. Vẫn là những tràng pháo tay ấy mà dành cho Ngọc được không ạ? Cảm ơn quý vị. Yeah. Và bây giờ sẽ là hai ca khúc quen thuộc. Và sau đó quý vị muốn cái gì yêu cầu Ngọc hát thì quý vị nghe. Ok không? Hôm nay Ngọc là của mọi người mà. Lâu lâu chúng ta gặp nhau thì chơi tới đây. Ok. Hứa đây. Hứa thật nhiều mà thật hứa cũng thật nhiều. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị. Và bây giờ ca khúc của nhạc sĩ Kim Tuấn kết hợp cùng với một sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang, một trong những ca khúc mà Ngọc và được quý vị yêu thương và dành tình cảm rất là nhiều. Và chính vì thế yêu thương đó thì Ngọc mới có mặt ở đây ngày hôm nay. Ca khúc được mang tên Đổi Thay và Chuyện Thần Tình Thế Thôi. Xin mời tất cả quý vị cùng nghe. Xin cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngồi không mà bận cái gì, hát lên đây nè. Cảm ơn tất cả quý vị. Sự thương Ngọc này Ngọc sẽ giữ mãi trong tim của mình. Mọi người có thấy Ngọc lên cân không ạ? Yeah. Ngọc lên 8 pound đó mọi người. Thế em có mập không? Không. Không mập ạ? Nhét vô trong rồi. 8 pound đó nhét ra rồi. Chiều này mở ra nó cũng ào dữ lắm. Cách vô sổ cái gì ạ? Thật ra thì kia là một người phụ nữ với cuộc sống bồng bềnh, cuộc sống lăn lộn ở tại đất Mỹ này, ai cũng phải mập một chút, có ai ổn đâu. Nhưng tất cả những điều đó vẫn mong quý vị yêu thương, giống như giọng hát của Ngọc, con người của Ngọc. Thank you. Em khóc bây giờ. Có ai mà không may mắn trong tình yêu không? Có chứ đúng không? Nếu mà tất cả mọi thứ đều tuyệt vời thì nó là thêm điều rồi. Nhưng với chúng ta cũng có lúc này, lúc kia. Cũng có những giây phút chúng ta bị tan vỡ trong đời sống. Cũng có những giây phút chúng ta cảm thấy hạnh phúc trong đời sống. Chính vì những điều tan vỡ ấy để chúng ta được yêu thương nhiều hơn. Thôi thì rất mong tất cả chúng ta đừng ai mà không may mắn cả. Giọng em sẽ đàn ông quá vậy không biết. Nói càng ngày nó càng trọng. Ngọt ngào đến mấy chúng ta thành mây. Dài khờ thôi đang bàn tay. Yêu thương trao hết chi dư lại đây. Thương gầy xem như em chẳng may. Nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa. Nụ cười khi biết em là người giữa. Hai người còn lại gì cho nhau ngoài những lời ngôn tình quá dư thừa. Con thấy em đẹp của mọi người. Bây giờ em khoe với mấy bạn đi. Có ai có đèn mở lên chụp tìm em tấm hình. Nó phải giỡn. Đâu phải ai cũng có được. Có mình em có thôi. Người hôm qua em thấy là ai đây? Sao anh lại chết lặng như vậy? Một giờ đêm sau anh còn chưa nhắn tin về. Em cứ mãi ngẩn ngơ chờ anh. Tại sao yêu nhau thế lại gian dối? Con tim em vẫn căng mình rồi. Chúng ta hạnh phúc cùng nhau đến cuối đời. Chưa buông tay anh hay áo mơ. Ngọt ngào đến mấy cũng đã thành mơ. Trải thơ thôi khi đã bàn tay. Yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây. Thân cây xem như em chẳng may. Là lớn nhưng mà nhỏ nhỏ thì em không muốn, không muốn, muốn nghe.
Cảm ơn quý vị và không làm mất thời gian quý vị. Mà mọi người còn muốn nghe em hát nữa không? Quên nữa. Quyết định thật. Vâng. Thật ra thì trong cuộc sống có những lúc này lúc kia em cũng đã. Cảm ơn quý vị. Quý vị đã mệt chưa? Chưa mệt nhưng mà chúng ta vẫn rất thúc giục vì thời gian quá. Cảm ơn tất cả quý vị, I love you. Yeah.
Cảm ơn mọi người rất là nhiều.